người đàn ông ghé thăm nông trại của mình, sau đó đã lấy đi vài quả trứng. Tôi nghĩ rằng người đàn ông này chỉ tò mò muốn ấp thử chúng. Nhưng không ngờ sau khi người đàn ông này đưa chúng về nhà, lại đem trứng lần lượt ngâm vào trong nước nóng. Thậm chí người đàn ông để thỏa mãn sự tò mò của mình đã sử dụng một mũi khoan để chọc một lỗ trên quả trứng. Nhìn thì có vẻ rất tàn nhẫn, nhưng thực chất người đàn ông đang muốn cứu sống chúng. Bởi vì người đàn ông muốn ấp chúng để thỏa mãn sự tò mò của bản thân, vì vậy anh ta còn mua cả một cái lồng ấp. Nhưng vì những quả trứng thần kỳ này vỏ quá cứng, ấp trứng hồi lâu cũng không có động tĩnh gì. Thêm vào đó là vỏ trứng quá tối màu, không thể nào sử dụng ánh sáng để biết quả trứng có phải đã thụ tinh hay không. Sau một thời gian dài ấp trứng, người đàn ông chỉ có thể ngâm chúng trong nước để xem nó có dấu hiệu sống hay không. Nhưng may mắn luôn dành cho vị trí cuối cùng, chỉ có quả trứng này mới có cơ hội ấp nở. Người đàn ông nghĩ rằng vỏ ngoài của quả trứng là quá cứng, chim non sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi vỏ. Vì vậy đã nghĩ ra một giải pháp tuyệt vời, là đâm thủng một lỗ nhỏ. Không nghĩ tới một cảnh tượng bất ngờ đã xuất hiện. Con chim nghe tiếng huýt sáo của người đàn ông, quả trứng đã động đậy một cách kỳ diệu. Có vẻ như quả trứng này sắp nở rồi. Chỉ là lúc này tôi hơi tò mò với câu hỏi quả trứng này sẽ nở ra loài chim nào. Hôm nay cuối cùng chúng tôi đã thấy những con chim non ra khỏi vỏ. Tôi thấy nó đang đập vỡ vỏ của nó, dường như nó đã bị ngạt thở bên trong và muốn hít thở không khí trong lành. Mọi công sức đã được đền đáp và những chú chim mới đã chào đời. Qua một thời gian dài cố gắng, những con chim non cuối cùng cũng ra khỏi vỏ. Người đàn ông không thể không chạm vào nó và nó còn bóng loáng. Nhưng anh ta rất bối rối, chẳng phải chim mới sinh ra không có lông sao? Điều này càng kích thích sự tò mò của người đàn ông. Dưới sự bảo vệ của người đàn ông, lúc này con chim nhỏ cuối cùng đã lộ ra cái đầu nhỏ bé của mình. Và chỉ trong một thời gian ngắn nó đã mở đôi mắt tròn đầy nước của mình ra. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều biết rằng, việc một chú chim con thoát ra khỏi vỏ là điều khá đau đớn. Con chim non này vì vỏ ngoài quá cứng, nên càng đau đớn khó khăn hơn. Có lẽ nó cảm nhận được sự quan tâm của người đàn ông. Cuối cùng nó đã phá vỡ vỏ, chỉ tiếc là cơ thể nó quá yếu, chỉ có thể nằm im lặng và yếu ớt. Sau khi con chim non nghỉ ngơi, lúc này người đàn ông cuối cùng cũng có được một cô bé đáng yêu sống động. Không ngờ là chỉ có một ngày thôi, con chim non này đã có thể đi bộ và uống nước. Nhìn vào màu sắc của nó, người đàn ông có cảm giác như đã từng nhìn thấy nó trước đây. Với sự nghi ngờ, người đàn ông tiếp tục chăm sóc nó mỗi ngày. Lúc này cơ thể con chim non rõ ràng đã lớn hơn một vòng và đi bộ rất dễ thương. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không biết nó là loài chim gì. Nếu có bạn biết, nhớ để lại bình luận nhé. Ông lão này đã mời một người đàn ông đến nhà của mình, sau đó còn tặng hai quả trứng chim quý hiếm. Khi chia tay người đàn ông lão đã khẩn cầu, hy vọng khi con chim lớn lên ông sẽ được gặp lại nó. Trên đường về, người đàn ông cũng cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Và sau khi về đến nhà, việc đầu tiên làm là đem hai quả trứng chim nhỏ cẩn thận bỏ vào trong lồng ấp. Tuy nhiên, ông trời lại cho người đàn ông một trò đùa lớn. Trứng chim ấp mấy ngày mà không có tim thai. Đúng lúc người đàn ông tuyệt vọng, cuối cùng ông đã nhìn thấy hy vọng trong quả trứng chim thứ hai. Sự chuyển động của thai nhi rất rõ ràng. Qua vài ngày, người đàn ông lật trứng đúng giờ mỗi ngày và nhìn thấy chim non, cấu trúc trong vỏ trứng ngày càng rõ ràng hơn. Và hôm nay, người đàn ông đột nhiên phát hiện vỏ trứng có vết nứt nhỏ. Anh ta đã nghĩ rằng quả trứng chim này cũng sắp chết. Ngay lúc nó được chiếu xạ, người đàn ông đã rất ngạc nhiên khi phát hiện hóa ra là con chim non đang chọc vào vỏ. Nhưng để cho người đàn ông chờ đợi một thời gian dài, chú chim nhỏ lại không có động tĩnh gì tiếp theo. Không ngờ người đàn ông lại đặt đồng hồ báo thức, đi lên và đi xuống cầu thang giữa đêm, chỉ để thấy con chim non được sinh ra an toàn. Nhưng chú chim nhỏ này tình cờ đối đầu với người đàn ông, sáng hôm sau nó mới chịu thoát ra khỏi vỏ. Điều này không khỏi khiến người đàn ông nghi ngờ, chẳng lẽ loài chim quý hiếm lại có tính cách như vậy? Tuy nhiên, khi chú chim non thoát ra khỏi vỏ thành công, người đàn ông sững sờ một lúc. Chú chim nhỏ thực sự có làn da đen và bộ lông màu vàng, nhìn bộ dạng kỳ quái như vậy, chẳng lẽ ông lão đưa nhầm trứng chim? Nhưng người đàn ông không nghĩ vậy. Anh ta vẫn tin rằng con chim non này là một món quà tuyệt vời. Bởi vì những con chim non này, anh ta căn bản là chưa từng thấy qua. Nếu bạn ở phía trước màn hình, biết trước chim con là loài gì, các bạn có thể báo trước cho mọi người ở phần bình luận. Mặt khác, để thực hiện lời hứa trước đó với ông lão, anh ta chăm sóc chim non, giống như chăm sóc con mình vậy. Không ngờ chú chim con quả thực khác biệt. Nó lắc đầu và không chịu ăn, nhưng nó không chịu nổi sự cứng rắn của người đàn ông. Bắt đầu ăn từng miếng lớn, sau khi no nó ngủ ngay tại chỗ. Mỗi ngày trôi qua, người đàn ông chỉ có thể chăm sóc nó mỗi ngày, vừa làm cha vừa làm mẹ. Khi chim non khát thì cho nó ăn chút sữa, khi nó đói lại cho nó ăn cháo kê. Không thể không nói, con chim non này sinh ra đã có một cuộc sống hạnh phúc. Bạn có cảm thấy như vậy không? Chim non được người đàn ông chăm sóc chu đáo, cơ thể của nó bây giờ rõ ràng đã lớn hơn rất nhiều. Hình như là cái ngày nó gặp lại ông lão không còn xa nữa đâu. Để chăm sóc con chim non này, người đàn ông mỗi ngày chăm chỉ trau dồi kiến thức. Ngược lại, con chim non cũng không làm người đàn ông thất vọng. Để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của người đàn ông, nó làm cho người đàn ông vui vẻ mỗi ngày. Một con chim bồ câu kim cương vừa thông minh vừa hiếm có. Bạn có muốn sở hữu một con không? Và hôm nay cuối cùng cũng đến ngày người đàn ông đến gặp ông lão để thực hiện lời hứa.
không biết chim bồ câu kim cương có còn thực hiện được tâm nguyện của mình, gặp được chủ nhân cũ hay không. Sau tiếng chuông cửa, người đàn ông cuối cùng đã gặp lại ông lão. Mặc dù khuôn mặt ông lão lúc này đầy sầu khổ, nhưng sau khi nhìn thấy con chim bồ câu được giao phó cho người đàn ông lão có cảm giác như đang mơ. Con bồ câu kim cương này đã gặp chủ nhân của mình. Hơn nữa nó lại rất có linh tính nhân ra ông lão. Đây là quan hệ gia đình giữa các loài sao? Bạn nghĩ gì về điều này? Người đàn ông đang định rửa mặt ở suối thì bất ngờ phát hiện một con vật nhỏ trông giống như một con tắc kè nổi lên từ mặt nước. Lúc người đàn ông sợ hãi không biết nên làm gì thì nó dường như có linh tính bỏ qua. Người đàn ông tò mò đưa tay ra, nó có vẻ hiểu tiếng người, leo lên ngón tay người đàn ông. Nhìn kỹ thì ra là một con kỳ rông nhỏ, nó vẫn bám lấy ngón tay người đàn ông mãi không buông. Khi người đàn ông đang băn khoăn không biết nó định làm gì thì đột nhiên phát hiện một bọc giống như hạt giống dưới vũng nước. Người đàn ông bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, muốn lấy nó lên để xem nó là gì. Không ngờ rằng khi cầm vào nó mềm nhũn và được bao bọc bởi vô số quả trứng nhỏ màu đen. Chẳng lẽ là do con kỳ rông này sinh ra sao? Vì tò mò nên người đàn ông đã chuẩn bị ấp và nuôi chúng. Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra, chỉ mới ấp được 2 ngày, chúng đã có dấu hiệu của sự sống, thậm chí còn lớn lên nhanh chóng. Theo thời gian, ngay cả tốc độ bơi cũng rất đáng kinh ngạc. Và điều kỳ diệu hơn nữa là một trong số chúng đã tách ra khỏi trứng. Nhưng điều không ngờ là vừa mới sinh ra nó đã trông như chết rồi. Người đàn ông tò mò tìm hiểu nguyên nhân, trực tiếp dùng bình tưới xịt vào người nó. Buồn cười là ban đầu người đàn ông vẫn chưa rõ nó là con gì, nhưng khi nhìn thấy cái đuôi nhỏ của nó lại cảm thấy chúng giống như nòng nọc. Điều này khiến người đàn ông gặp khó khăn. Nếu chúng lớn lên thành những con ếch quý hiếm thì nửa đời sau của anh ta sẽ ở trong tù mất. Nhưng không ngờ người đàn ông rất kiên định, vẫn muốn nuôi chúng lớn lên để thỏa mãn sự tò mò của mình. Điều người đàn ông không ngờ tới là những con nòng nọc nhỏ này không thích ăn cá lắm. Người đàn ông nảy ra một ý tưởng, lấy một ít mỡ lợn mà anh ta hay ăn ra. Khi những con nòng nọc ngửi thấy mùi thì chúng liền lao vào tranh nhau. Điều khiến người đàn ông kinh ngạc hơn là nòng nọc không chỉ ăn được giun đỏ mà còn có thể vừa nuốt vào vừa nhả ra, khiến người đàn ông vui vẻ. Cảnh tượng này thật sự rất đáng yêu. Các bạn có cảm thấy như vậy không? Nhờ sự chăm sóc của người đàn ông, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, những con nòng nọc đã mọc ra 4 cái chân ngắn ngủn. Nhưng sẽ luôn có những con nòng nọc nhỏ chậm phát triển, chưa chịu mọc ra cái chân nào. Để chúng có thể phát triển tốt hơn, người đàn ông tạo ra một môi trường mới cho chúng. Thật bất ngờ, anh ta đã thành công. Lúc này, nhìn chúng đã gần giống mẹ rồi. Thậm chí có những con nòng nọc nhỏ đã có thể bò trên mặt kính một cách chắc chắn. Phải nói rằng người đàn ông này đã đúng khi nhận nuôi chúng. Điều này không chỉ giúp anh ấy thỏa mãn được niềm vui thuở bé, mà còn giúp đám nòng nọc lớn lên một cách an toàn. Người đàn ông để có thể dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc nòng nọc, mỗi ngày đều dồn toàn bộ sức lực còn lại của mình cho chúng. Ngược lại, người đàn ông thấy những con nòng nọc đã có thể tự lập cánh sinh. Hôm nay anh đã lựa chọn thả chúng đi. Mặc dù người đàn ông có chút luyến tiếc, nhưng hành động của anh vẫn rất đáng khen ngợi. Hai con yếu hơn này thì người đàn ông định sẽ nuôi chúng lớn. Tiếc là mấy ngày sau, con nòng nọc này vẫn không thay đổi gì, mà một con nòng nọc khác thì đã biến thành ếch. Con ếch nhỏ đáng yêu thế này, người đàn ông không cưỡng lại được mà chơi đùa cùng nó. Để nó làm thú cưng cũng không tồi, thậm chí người đàn ông còn khéo léo đặt nó lên ngón tay mình. Nhưng rồi cũng đến ngày phải nói lời tạm biệt. Dù sao ếch cũng là một loài động vật hoang dã, người đàn ông mặc dù không nỡ nhưng vẫn phải lựa chọn thả nó về với tự nhiên. Thú cưng nào phù hợp với bạn nhất? Bạn có thể chia sẻ nó với mọi người trong phần bình luận bên dưới. Trong lúc chồng không có ở nhà, tặng nhầm quả trứng quý giá này cho lão Vương bên cạnh. Không ngờ chính là vì quả trứng chim này đã khiến người đàn ông hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người phụ nữ. Thì ra, người đàn ông lúc này đoán được quả trứng chim này có thể là của một loài quý hiếm. Cho nên anh ta muốn ấp thử xem, muốn trứng nở càng sớm càng tốt để kiểm tra suy đoán của bản thân. Cũng may quả trứng chim này không phụ kỳ vọng của người đàn ông. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bên trong trứng đã có hoa văn như mạng nhện. Và theo thời gian, sinh mệnh nhỏ bé bên trong bắt đầu chuyển động. Đột nhiên vài ngày sau, vào lúc nửa đêm, người đàn ông bị đánh thức bởi tiếng kêu kỳ lạ. Quả trứng được chờ đợi từ lâu đã sắp vỡ vỏ rồi, nhưng sức lực rất nhỏ, nó chậm chạp không chui ra được. Cũng may trải qua một đêm lăn qua lăn lại, trứng chim non cuối cùng cũng nở hoa dưới nhiệt độ của lòng bàn tay của người đàn ông. Nhưng vì chú chim non nhỏ không có sức mạnh, khiến nó mất rất nhiều công sức, đều không thể thoát khỏi vỏ chui ra ngoài. Vì vậy người đàn ông thực sự không thể nhìn tiếp. Để giúp đỡ con chim non, anh ta đột nhiên muốn làm một việc táo bạo. Chỉ thấy người đàn ông mang theo một cây kéo nhỏ, cắt lớp vỏ ngoài của con chim non. Thủ phạm hóa ra chính là chiếc dây rốn bé nhỏ của con chim non. Tuy nhiên, người đàn ông lúc này lại vô cùng hối hận, bởi vì anh ta không biết mình vừa làm gì, liệu nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của chú chim non không. Rốt cuộc nếu chú chim con này là loài chim quý hiếm, những nỗ lực trước giờ của anh ta sẽ trở nên vô ích. Vì vậy, người đàn ông cố gắng hết sức để chăm sóc của nó mỗi ngày. Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên, nuôi một chú chim non còn có thể thú vị tới như thế. Cho bất cứ thứ gì vào miệng nó cũng có thể nuốt trong một lần, và sau khi no nê nó lập tức ngủ thiếp đi, thật sự giống chúng ta lúc vừa mới sinh ra. Các bạn có cảm thấy như vậy không?
Từng ngày trôi qua, người đàn ông vừa làm cha vừa làm mẹ chăm sóc nó. Chỉ trong một thời gian ngắn, con chim non đã lớn gấp đôi. Mặc dù lúc này trông nó hơi xấu xí, nhưng vẫn không thể phủ nhận tiềm năng xinh đẹp của nó. Nếu bạn đã đoán được nó là loài nào, nhớ để lại tên nó trong phần bình luận. Không ngờ nó vừa mới học đi, đã bắt đầu tương tác với người đàn ông. Tôi ước gì tôi cũng có một đứa bé dễ thương như thế. Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đã thấy con chim non trưởng thành. Làm sao nó có thể thuần khiết và ngây thơ như vậy? Chỉ là tôi rất bối rối. Con vẹt ngoan ngoãn và thông minh như vậy là loài vẹt nào? Nếu có cơ hội, bạn có muốn nhận nuôi một quả trứng từ một người bạn?